sinh thời trung niên đã nhắc lại cho tôi nhiều kỷ niệm từ lúc tôi còn bé cho đến khi tôi lớn. Đó là những cái mà đầu tiên mà tôi vô cùng nhớ anh của tôi. Qua cái phim này, trước hết tôi cũng xin cảm ơn nhà sản xuất Galaxy, cảm ơn đạo diễn Phan Nhật Linh, cảm ơn Trần Lực, anh Trần Lực và tất cả các em đã đóng trong phim này. Vì như chủ Trần Lực là một người chuyên nghiệp nổi tiếng thì mình không cần gọi ở đây, nhưng mà có cái điều mà cô vô cùng ngạc nhiên là các em gần như là lần đầu tiên đóng ở trong phim mà diễn xuất quá hay, quá xúc động, thì cái điều đó cô rất là cảm ơn. Qua cái phim này thì thực sự rất gọi về anh Phan Gia Nhật Linh là tôi vô cùng nhớ ơn anh đã cùng tham khảo cùng với gia đình để mà hiểu hơn về anh Sơn, để mà có được những cái hình ảnh và những cái chi tiết rất là hay trong phim này. Dạ, và cá nhân con thì tin chắc là khán giả cả nước